các con chim á. Cái tại Sri Lanka thì được bảo vệ như thế nào hả Phong? Từ trước khi nói ra tiền này, chào mọi người xem đi anh Hồ. Các bạn gọt mà. Đây là. Cái màu da anh Hồ với màu da ông này xem nhau ta. Giống nhau không? Đúng cha con hả? Chua không anh? Chua nha. Dâu mà. Ok. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với em Phong đang có mặt tại một cái tuyến phố ẩm thực ngay tại thủ đô Colombo của đất nước Sri Lanka. Và phía trước mặt cô bác quý anh chị đây là một cái cơm của người đạo Hồi đúng không Phong ha? Họ ăn đạo Hồi thì người ta họ thịnh cái món đó là thịt gà. Đó mọi người thấy, và họ không ăn thịt heo. Cho nên là một thịt gà, hai là thịt bò. Và Phong có thể chia sẻ đối với người dân đạo Hồi thì họ con vật mà được giết á, thì họ sẽ tụng kinh và cái món ăn đó trên cái lương thực gọi như thế nào ha? Họ sẽ phải cầu nguyện, cho nên là các cái thực phẩm của người đạo Hồi á, họ phải yêu cầu đạt cái chuẩn Hala. Nếu mà đồ bạn đóng gói thì phải có cái logo chữ Hala. Còn đối với những người bán lề đường như vậy thì họ biết rằng là ông này có thể là người đạo Hồi, hoặc là nguồn gốc là một người đạo Hồi đó chế biến, họ mới dám mua. Và nè, gà nè, chicken nè, gà nè, trứng nè. Và thậm chí ở đây có thể là họ loại bỏ bớt thịt bò đi, tại vì ở đây cũng có người theo đạo Hindu á. Cho nên là ở bên Sri Lanka thì hai cái thứ mà hạn chế đó là thịt heo và thịt bò. Thịt heo thì không dành cho người đạo Hồi, và thịt bò thì không dành cho người Hindu. Vậy nên thì gà là một cái thứ đó rất dễ phù hợp trung dung với tất cả mọi người. Con gà này trước khi được giết phải được cầu nguyện. Và thực phẩm đóng gói thì phải có một cái chữ gọi là chữ Hala. Vì họ tin rằng là khi mà có cái chữ đó thì do người đạo Hồi giết cái con vật đó và đã được cầu nguyện rồi. Đây mọi người thấy, nãy giờ thấy như là bán 1.000 đồng một bịch. 1.000 đồng. 1.000 thì 80.000. 500 một bịch. 40.000. 40.000 tiền Việt. Ở trong cơm này mình thấy có trứng ha. Có trứng. 200. Ok, mình di chuyển ha. Ok. Và đây là xe túc túc ha. Xe túc túc này thì ở bên Sri Lanka có giá là khoảng 120 triệu tiền Việt Nam. 120 triệu. Nhưng mà bây giờ sau khi khủng hoảng kinh tế thì xe nó quá nhiều, người ta không có nhu cầu đi lại nữa, người ta phải chấp nhận đi bộ. Cho nên bây giờ từ giá 120 triệu thì bây giờ rớt còn có 40 triệu đồng một chiếc thôi. Phong ơi, anh biết rằng Sri Lanka là một quốc đảo và có rất là nhiều loại cây. Vậy thì trái cây của Sri Lanka thì có ngon như là trái cây ở một số nước ở Đông Nam Á của mình không? Ở trái cây thì gần như là họ khí hậu rất là tốt, cho nên là hầu như trái cây họ sẽ không sử dụng phân bón và thuốc. Cho nên là rất là dễ, rất là ngon nha. Đây người ta đã gọt sẵn nè. Để anh thấy cách người ta gọt trái cây cũng giống như cổ bên Ấn Độ đúng không? Người ta gọt cầm cái dao ngược lại. Mà bên này thì ăn trái cây người ta phần lớn là người ta sẽ bán bịch như này. Này là ổi. Ổi. À, này trái gì vậy? Xây hả? Xây Việt Nam. Trái xây. Qua vào. Hồi mời. Hồi mình sẽ đi qua hướng bên đây ha. À, ok. À. Kia cái món đó. Món đồ ăn mặn của có cái chiếc xe bán Sri Lanka. Em món này anh nhớ, anh nhớ món này là trước mình ăn bên Ấn Độ. Cái món này tên là gì? Em không nhớ, nhưng mà họ chiên giòn lên xong họ rưới lên gia vị vậy đó. Cho mọi người xem đi. Đây giống như khoai tây. Khoai tây với lá chanh. Lá chanh. Và hạt. Hạt này hạt. Đây là hạt gì? Hạt gì ta? Hột mít. Hột mít hả? Hột mít hả? Mít. Phô mai. Bao nhiêu? 100 ruby. 100 ruby. Một bịch như vậy là 8.000 tiền Việt Nam. Sake kìa. Sake, khoai tây chiên. Và mít chiên. Sake.
ở bên Ấn Độ thì và kể cả Sri Lanka, mọi người thấy là người ta dùng đồ chiên rất là nhiều, mà họ không phải là chiên nóng đâu, mà chiên sẵn một mẻ vậy đó. Và đặc biệt là đồ ăn của Sri Lanka rất là cay nha Phong ha. Cay không phải là từ ớt mà là cay từ cái hương vị của họ hay như thế nào? Cay từ gia vị, và có một số gia vị nó rất là hôi, do mình cảm giác như là cá khô vậy, nhưng thực ra là đó là gia vị từ một cái hạt của người dân bên này phủ lên trên thực phẩm. Đây anh này anh đang bóc vác xong anh ghé vào anh mua bịch ăn. Hình như cái món ăn chính của họ hay sao á. Cái chảo dầu thì chiên xong mẻ thì chút nữa hết thì chắc lẽ chiên tiếp. Em chia sẻ một tí xíu về đường phố, phương tiện giao thông của Sri Lanka không ạ? Nãy giờ mọi người thấy đường phố rất là trật tự, và với mật độ phương tiện giao thông dày đặc như vậy, hai bên đường thì người ta đậu đổ đầy, cho nên là đi lại rất khó khăn. Nhưng mà cái tiếng còi thì nghe rất là hạn chế. Cũng có tiếng còi, nhưng mà so với cái việc bóp còi ở Việt Nam, ở bên Ấn Độ thì ít hơn nhiều. Từ nãy giờ mà nghe được 1-2 tiếng đó là họ bóp để cảnh báo này. Và bên Sri Lanka thì người ta đi theo giống như bên nước Anh vậy, đi bên tay trái, cho nên tài xế sẽ ngồi nghịch với tay lái ở Việt Nam, đúng không? Đúng rồi. Và đường phố rất sạch, và có hai điều nữa mình thấy là thuốc lá và bia rượu ở bên này rất hạn chế. Mọi người thấy là thanh niên đàn ông á không có hút thuốc nhiều. Có một điều rất khác lạ so với ở Việt Nam nha, là tất cả các quầy, các hàng quán và kể cả là đường phố thì người đứng bán là người đàn ông. Nãy và ở trên một cái chiếc xe này có một vị sư không ha? Em có thể chia sẻ về ở Sri Lanka thì Phật giáo là quốc giáo thì các vị sư được tôn sùng như thế nào không? Sri Lanka thì 2/3 dân số là theo đạo Phật, và mọi người ở đây rất là tôn kính các vị sư. Khi mà đi đường gặp các vị sư thì gần như là tất cả mọi người sẽ phải quỳ lạy dưới gốc chân để họ cảm nhận rằng là họ đang gặp được Đức Phật. Và theo quan niệm của người dân Sri Lanka thì khi mà các vị sư mặc áo nhà Phật, có nghĩa là vị sư đang đại diện cho hình ảnh của Đức Phật, cho nên là luôn luôn tôn kính. Và trong một số chiếc xe cá nhân của các vị sư thì vị trí ngồi của vị sư không được ai được phép ngồi lên trên đó. Về cái giao diện của người Sri Lanka thì rất giống với lại người Ấn. Tuy nhiên có một lần anh với em đặt chân qua Ấn Độ thì họ phân biệt tầng lớp giai cấp rất là rõ ràng. Tầng lớp cao nhất là Palamon và thấp nhất là tầng lớp Dalit. Và thậm chí những người mà tầng lớp Dalit là những người lái xe thì họ không được vô cái khách sạn họ ngủ, mà chỉ ngủ ở dưới những cái gầm xe. Thì ở Sri Lanka này có giống như vậy không? Ở Sri Lanka thì do đạo Phật cho nên họ không phân biệt giai cấp. Tất cả đều hòa đồng với nhau hết. Họ chỉ phân biệt là người dân với các vị sư thôi. Vị sư là đáng kính hơn, cho nên là sẽ thấy là tất cả mọi người đều được công bằng như nhau. Trời đổ mưa rồi. Ở đây thì 1/3 là sẽ theo các tôn giáo khác, đạo Hồi, đạo... Nhưng mà anh đây, em thấy không, ở ngay tại thủ đô này có rất, hoặc là xung quanh nước Sri Lanka có rất là nhiều cái con quả đen như vậy. Thì ở đây thì chim á, đặc biệt nữa là chim, các loài tự nhiên á, sống với thiên nhiên á, thì người dân sẽ không săn bắt, tối kỵ luôn. Và thậm chí là bắt bỏ tù rất nặng với ai phá hoại cây xanh. Cây xanh là cái điều tối kỵ tối đa. Cho nên là chim và cây xanh ở đây rất nhiều nha. Bây giờ thì đây là cái giờ mở cửa. Tham quan từ 1:30, 1:30 mới được phép tham quan. Từ 10:30 cho đến 12:00 là cầu nguyện đúng không? Today Friday, 12,000, 13,000. Where are you from? Vietnam. Anh thậm chí là anh thấy trên cái tờ tiền của Sri Lanka đó thì có cả hình ảnh của các con chim ở trên cái tờ tiền đó. Trái cây ở bên đây nhìn rất bắt mắt đúng không?
Đúng rồi. Nhưng mà vì họ không sử dụng chất hóa học á, cho nên và giống của họ tự nhiên cho nên ăn sẽ không ngon. Vậy là rất là chua và rất thuần túy, giống như là đồ cái rừng ở quê mình vậy á. Đúng rồi. Chẳng hạn như một số loại giống trái cây mít, xoài, ổi mà giống rừng á thì mình đâu có năng suất và nó cũng đâu có ngon. Có sầu riêng nữa kìa. Không có năng suất, không có ngon nhưng mà dù sao nó vẫn đảm bảo cho sức khỏe đúng không? Đường phố nó hơi chật. Hơi chật trời. Luôn luôn đông đúc người. Đây là một ngã tư ngay tại thủ đô. Cái người phụ nữ này là theo đạo, cái bà này theo đạo Hindu đúng không Phong ha? Mấy cô này hả? Mấy cô này nè. Mấy cô này thì đúng rồi, đạo Hindu. Trên chấm họ có một cái chấm màu đỏ. Như là họ, một buổi sáng thì họ sẽ tổ chức cầu nguyện thần nước. Và họ sẽ quẹt bên trên chấm đỏ của họ đại diện hình ảnh của người mẹ. Bây giờ mình sẽ qua bên đó một tí xíu ha. Qua hướng bên đó đi. Qua đường cẩn thận nè. Ở đây là xe sẽ chủ động nhường đường ha. Và họ không bao giờ bóp còi. Rất ít chứ không phải là không bao giờ. Đường vậy thì cái tuyến đường này được gọi là sầm khuất nhất ngay tại thủ đô chưa? Đây là một cái chợ địa phương phục vụ hàng sỉ á. Cho nên là đến đây người ta mua hàng sỉ cũng là chính thôi. Xe bên Sri Lanka là xe nhập khẩu từ hai quốc gia là Hàn Quốc với Nhật Bản. Còn là xe cũ mà. Cho nên mọi người thấy cái form xe rất là lạ. Đó là những cái form xe của nội địa của Hàn với Nhật. Bạn hiểu sặc sỡ đúng không? Đúng rồi. Xe khách, xe đò ở đây còn sặc sỡ hơn nữa à. Thì người dân Sri Lanka họ thích sặc sỡ về màu sắc nho. Một cái tuyến đường nhộn nhịp ghê ha. Nghệ thuật sắp đặt ở bên Sri Lanka rất là đẹp, giày dép, trái cây, họ sắp rất là gọn gàng và nhìn đẹp mắt. Đây là các sạp vải ha. Sạp vải. Ở quanh các cái nhà thờ đạo Hồi á, người ta sẽ bán vải rất là nhiều. Vì người đạo Hồi họ sử dụng vải để chùm tóc, mặc trang phục rất là nhiều. Ở bên chợ Bến Thành Việt Nam mình á, của Sài Gòn á, là các cái sạp vải ở trong chợ Bến Thành chủ yếu phục vụ cho người đạo Hồi á. Khách du lịch qua Việt Nam mình, người đạo Hồi qua mua vải ở chợ Bến Thành rất nhiều vì rẻ. Anh em mình sẽ kiếm một cái sạp trái cây nào đó, thưởng thức một loại trái cây nào đó ha. Phong phú quá ha. Còn quả đơn giản thôi. Giống Việt Nam mình cách đây khoảng hơn chục năm trước. Thật ra là ủa mình phải đi bên trái chứ hả? Đúng rồi, mình đi ngay ngược á. Mình có thói quen là mình sẽ đi bên phải. Nhưng mà qua bên đây là mình phải đi ngược lại, đi bộ đi bên đây. Rất sầm uất ha. Rồi rao bán kìa. Thẻ căn cước. Ở đây giống như một cái tuyến đường này đang bán vải với lại phụ kiện ha. Ở thời tiết ở Colombo, ở Sri Lanka luôn luôn nóng. Hôm nay may mắn là trời nó đang muốn mưa cho nên là mát hơn. Mặt của mình đây là những cái chiếc xe sạp trái cây. Ở đây là cái trái lựu. Xe lựu ha. Lựu rất ngon nha. Lựu ngon ha. Lựu Ấn Độ. Lựu Ấn Độ. Anh thấy cái nghệ thuật sắp đặt nó sao? Tuyệt vời ha. Nhưng mà cái hạt lựu của đỏ hơn cái hạt lựu của Việt Nam mình nha Phong nha.
Đây coi thử giá bao nhiêu nè. Anh nhẩm tính thử ra quy đổi sang tiền Việt Nam bao nhiêu nha. Ừ. 600 ruby. 600 ruby. 600 ruby là tầm khoảng 18.000 19.000 đồng một trái. 48.000. Một quả. À, 100 ruby thì có giá 8.000. Đổi sang Việt Nam là 8.000. Thì 600 là 48.000. Đi lên trước khi nói tờ tiền đi, cho mọi người xem đi anh Hồ. Cái tờ gọt nè. Đưa lên. Cái màu da anh Hồ với màu da ông này xem nhau ta. Giống nhau không? Đúng cha con hả? chắc là có thể là có liên quan nhau á. Vậy xin đi đừng trả tiền. Rồi ok. Mình mua thêm một quả nữa chứ. Mua một quả thôi còn một quả thôi. Hàng. Mua thêm đi ăn thêm đi thôi. À. Một trái thôi. À, người ta chắc là mình biết ngỡ lần sau mình học cái nghệ thuật cầm dao ngộ ha. Cắt ra bắt nó ra sẽ rút một cái hay à. Thank you. Thôi lụm luôn. Cầm tay thôi, no plastic. Dạ. No plastic. Ok. Cái hạt lựu này á, giòn và so với hạt lựu ở Việt Nam thì vừa hồi nhận thấy là nó không có mọng nước bằng. Tuy nhiên thì màu sắc của cái hạt lựu á là mình thấy một cái màu đỏ nhìn ngon ghê ha. Bây giờ mời cô bác quý chị mình sẽ ăn một miếng này. Một trái như thế này là có giá là 600 ruby. Lắc đầu ơi. Lắc đầu chứ. Em kêu. Ông kia cái quá rất trưởng này là thuộc ho. Người Sri Lanka mỗi khi mà đồng ý á, thì sẽ lắc đầu như thế này. Dạ. Rất hay ha. Vậy bây giờ mình mua mỗi quả một trái hả? Ừ, một thứ một trái. Bây giờ xuống dưới kia mua trái dâu. Dạ. Ông nói là còn thiếu. Rồi phải lấy thêm nữa mới đủ. Ba nghìn tám trăm mình đưa 5.000 có lại. Và đây là mỗi tờ tiền đều có hình cái con chim ở trên cái tờ tiền hết ha. Đây là con két nè, còn đây là 100 thì có hình con quạ đó. Và đây là một cái phong tục tập quán rất là hay ngay tại Sri Lanka. Không có thể chia sẻ thêm một tí xíu về hình đây là này. Đây là cái phụ nữ lễ hội ngày mùa tới. Cái ngày mùa thì người ta sẽ có những cái điệu múa truyền thống của quốc đảo Sri Lanka. Đây bây mua giờ thứ một xíu đi. Mua táo đi ha. Quả táo. Thứ một trái để có thử giá nó sao. Tám ngàn trái. 8.000 800 đồng hả? 100 ruby. 100 ruby.
8.000 tiền Việt ha. Có một điều á là cô bác quý anh chị biết không, trái cây ở đây người ta không bán cân bán lượng giống như là ở Việt Nam, mà giống như ít lắm, mình mua quả người ta cũng bán nè, cân người ta cũng bán. Một quả như thế này là có tiền Việt Nam là 8.000 đồng rồi, 200 bỏ vô túi luôn. No plastic, no need plastic. 200 đúng không? Có rồi. Anh đang biết 120. Dạ. Ông nói mình lấy hai trái này khác, trái này khác. 150 trăm. Trái này đắt hơn, trái táo đắt hơn 150, 10.000 trái. Ăn say không ta? Say tên. Lấy lớp nữa. Giờ nhận diện được tờ tiền trên hồ. Được rồi. Cái tờ tiền màu này là 100. Đó. Và thậm chí ở Sri Lanka có tờ tiền lần đầu tiên mình thấy tờ xu nè. Một cái đồng xu nhỏ dễ thương ha. Nhưng mà hai hình khác nhau nha, hình này khác nhau nè. 10 sen. 10 sen. Hình này chỉ tờ này in năm 2017. Mấy tờ này giữ lại đi. Giữ lại làm kỷ niệm. Nè. Bây giờ mình mua xây ăn đi, để thử xây rừng. Ở Việt Nam mình là xây rừng đúng không nha? Ông mời nè, ông mời nè. Nè. Cái xây. Đây là cây trái xay do ông anh mời. Điền điền giống thịt nhau. Là mình muốn bập gì ấy? 50. Hai trăm rưỡi. 150 hả? 100 là 8.000. 12.000 đồng. 12.000 đồng một bịch xay. Còn đây là sầu riêng ha. Ăn dâu không? Mua thêm bịch dâu nữa đi. Mua thêm bịch dâu nữa đi. 500 gubi. Nửa là ăn, nửa ký. 500 gram là 150 gubi. Mình sẽ mua nửa ký ha. Một chùm. Còn thấy là các anh thanh niên với lại các chú ra bán không hả? Không thấy phụ nữ nha. Đủ nửa ký luôn. Nửa ký không? 150, nửa ký 150. Cái tờ tiền của Sri Lanka dễ nhận diện nha. Mình qua đây thì một vài ngày là mình có thể nhận diện nó được. Cái tờ tiền của Campuchia là tờ tiền khó nhận diện nhất vì cái chữ nó, chữ Khmer á. Mình nhìn không ra. Chua không anh? Chua nha. Dâu mà. Ok. Sao rồi? Chua thật luôn. Chua đâu, chua thật luôn. Cả nhà biết không, này là giống như dâu gừng của Việt Nam á. Cái trái nó nhỏ nhỏ vậy nè. Mà nước nhiều mà chua nha. Đây giới thiệu với anh Hồ, sau lưng anh là một cái tòa nhà rất cao. Đấy cũng là một cái tòa nhà nổi tiếng, khách sạn Sheraton. Họ đang xây khách sạn thứ hai. Nhưng mà vì cái kinh tế của Sri Lanka bị khó khăn vỡ nợ, cái việc nhập khẩu, những cái hàng nhập khẩu vào sẽ rất là khó khăn, thiếu ngoại tệ, cho nên là giá vật tư xây dựng hiện giờ vẫn đang rất là cao, gấp 3 lần so với thực tế. Có nghĩa là khách sạn Sheraton họ tiếp tục xây dựng nữa thì họ sẽ phải đội giá gấp 3 lần so với chi phí dự toán ban đầu. Vậy nên thì tất cả các công trình đang xây lỡ dở 4 năm nay là phải ngưng lại hết. Một bao xi măng ở Việt Nam mà là 90.000 đúng không? Đúng rồi. Hàng tốt. Thì một bao xi măng ở đây hiện giờ là 210 cho đến 250.000 đồng một bao. Đó. Gấp mấy lần so với Việt Nam rồi. Anh không biết là có sự so như thế này. Ở Việt Nam mình á thì ở ngay tại thủ đô Hà Nội thì cuộc sống không có ồn ào lắm. Mà ở Sài Gòn thì cuộc sống lại rất là nhanh. Thì qua đây ngay tại thủ đô Colombo này á thì mình thấy người dân rất là hối hả giao thông ha. Thì cái nếp sống của họ từ trước giờ như vậy hay sao? Và chỗ này có phải là cái chỗ mà vui nhất chưa? Đây là được cho là giống như là trung tâm của Sri Lanka, nơi buôn bán và giao thương nổi tiếng của người đầu hồi, người Chà Tà, người
người Javan á, và một nhóm cộng đồng của người Hoa ở khu vực này. Cho nên là các hàng quán rất là sầm uất, giống như khu Chợ Lớn ở Sài Gòn vậy, chuyên bán hàng sỉ. Các bạn anh chị thấy không, người ta đậu lên đầu những cái kiện hàng á để mà giao những cái kiện hàng sỉ, và tất cả các khu chợ đều là người nam đứng bán chứ không phải là người nữ như giống như ở khu chợ Việt Nam của mình ha. Đây là một cái clip chia sẻ về cuộc sống đường phố ngay tại thủ đô Colombo của đất nước Sri Lanka, và còn nhiều điều thú vị nữa Bùi Hòa sẽ chia sẻ ở video clip sau ha.